Nhiều năm qua, chị Trần Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vẫn liên tục là người đóng góp những giọt máu quý hiếm để cứu mạng sống của con người. Số lần mà chị hiến máu khiến ai nghe cũng phải cảm phục, đó là 105 lần. Trong đó, 101 lần chị hiến máu tình nguyện, 2 lần hiến máu khẩn cấp và 2 lần hiến máu tiểu cầu. Thì bắt đầu xuất phát mà tôi tham gia hiến máu là từ năm 2000, là lúc đó là ba tôi đang nằm bệnh viện Cam Ranh, nằm cấp cứu ở trong đó, và tôi vào tôi chăm sóc ba tôi. Thì nằm cùng phòng với ba tôi có một cụ già rất là gầy gò ốm yếu mà không biết là cụ mắc bệnh gì. Thế nhưng mà cụ phải truyền máu, mà gia đình cụ thì rất là nghèo, mà trong cái thời điểm năm 2000 đó thì cái lượng máu mà ngân hàng máu sống của bệnh viện Cam Ranh đấy là đếm trên đầu ngón tay. Chính vì như thế thì cụ già đó, là thứ nhất đây là gia đình là nghèo không có tiền, thứ hai nữa là cái nguồn máu sống đấy thì lúc đó nó rất là khan hiếm. Chính vì đó thì cụ đã ra đi, và trong cái lúc mà cụ ra đi đó thì tôi nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì tôi rất là đau lòng, và tôi có một cái suy nghĩ rằng là tại sao mình có sức khỏe như thế này mà mình không làm được một cái việc gì để giúp đỡ cho những cái mảnh đời bất hạnh như thế. Với thân hình nhỏ nhắn, nhưng chị Mai vẫn miệt mài tình nguyện hiến máu tới cả trăm lần. Ngoài ra, chị còn vận động người thân và hàng xóm tình nguyện hiến những giọt máu hồng để giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm trong các bệnh viện. Ông vợ tôi cũng vận động rồi, em cứ tham gia hiến máu rồi xem sức khỏe như nào, nếu chưa tốt thì em tiếp tục hiến, đại ý là như vậy. Thì tốt mà rồi thì cũng đó, điều đó là tùy em thôi, nếu mà tốt cho em mà tốt cho mọi người thì cứ thế mà thực hiện, anh sẽ tạo điều kiện hết mức để em có thể là tuyên truyền cái hiến máu tình nguyện cũng như là tham gia hiến máu tình nguyện nhiều hơn. Gia đình, bạn bè và người thân ban đầu cảm thấy lo lắng, khuyên ngăn vì sợ sức khỏe của chị Mai bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chị Mai vẫn không vì thế mà dừng việc hiến máu cứu người. Dần dần về sau, những người xung quanh chị ngày càng thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của việc hiến máu cứu người mà chị đang dành nhiều tâm huyết, nên không còn ngăn cản như trước. Trái lại, họ đã tâm niệm sẵn sàng cho đi giọt máu của mình để mang lại sự sống cho đời, trao niềm hy vọng cho người bệnh. Nhiều năm qua, chị Trần Thị Mai đã được Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trao tặng bằng khen về tấm gương tiêu biểu hoạt động trong hiến máu tình nguyện.